Câu chuyện này rất đáng để suy ngẫm, hãy nghe thật kỹ. Một hôm, vị thiền sư dẫn một thiền sinh đến trước một ngọn núi và hỏi, con thấy ngọn núi này thế nào? Thiền sinh trả lời, dạ núi cao, đẹp, hùng vĩ. Thiền sư nói tiếp, nào đi cùng ta lên núi. Trên đường đi, thiền sinh dần mệt mỏi và cảm thấy khó chịu vì đường khó đi. Lên đến đỉnh núi, thiền sư hỏi lại, ngọn núi này như thế nào? Thiền sinh đáp, ngọn núi này không ổn, đường toàn đá sỏi, cây cối không tốt. Nhưng từ đây có thể nhìn thấy ngọn núi đối diện đẹp hơn nhiều. Thiền sư cười và nói, khi con quen một người là lúc con đứng xa nhìn ngọn núi, trong mắt đầy sự mới lạ và ngưỡng mộ. Khi con hiểu rõ người đó rồi, giống như khi con leo lên núi, thấy rõ mọi chi tiết, con lại nhìn sang ngọn núi khác. Núi không thay đổi, mà cái nhìn và trái tim của con thay đổi. Con không còn ngưỡng mộ và thấy núi hùng vĩ nữa, thay vào đó là sự bất mãn và thất vọng. Tại sao con có thể đứng trên đỉnh núi này nhìn ngọn núi khác? Vì ngọn núi này trở nên tầm thường. Người biết trân trọng hiện tại mới thực sự hạnh phúc. Phải chăng hạnh phúc ở bên ngọn núi kia,